các bạn học sinh thân mến. Tiếp theo là chương trình biểu diễn thời trang của người mẫu Dương Hồ Võ Ngọc đến từ lớp 9 nha. Và du lịch nó làm tôi thêm vẻ đẹp quý hóa của người phụ nữ Việt Nam. Trang phục bằng những chất liệu bỏ đi nhưng với sự sáng tạo đã tạo ra mỗi trang phục vô cùng lộng lẫy. Nguyên liệu sử dụng cho các trang phục này là bao và ống vô cũ bằng ni lông đã qua sử dụng. Dù bao hay ống vô cũ, nhưng nếu chúng ta biết cách sử dụng và tái chế thì nó không chỉ làm giảm đi lượng rác thải mà còn làm hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp. Và đây chúng em có thông điệp muốn nhắc nhở là chúng ta hãy cùng bảo vệ môi trường. Chương trình của lớp 9E đến đây là kết thúc. Các bạn giám khảo, quý thầy cô sức khỏe, chúc mọi thi thành công và tốt đẹp.